Xin chào các bạn, hôm nay kênh Bách Khoa Tri Thức sẽ nói về artichoke điều trị bệnh viêm gan C, bao gồm công dụng, cách dùng và lưu ý. Công dụng của bông artichoke. Theo đông y, lá cây artichoke có vị đắng, với tác dụng lợi tiểu, trị thấp khớp. Thân và rễ cây artichoke được thái mỏng, phơi khô, có công dụng giống như lá artichoke. Trong 100g artichoke có chứa hơn 3g protein, 0,2 lipid, 13g glucid và 82g nước, nên những thành phần bổ dưỡng này giúp kích thích hệ tiêu hóa, lợi mật, thanh nhiệt cơ thể và có thể chữa được bệnh viêm gan C. Cách dùng: nguyên liệu 3 hoặc 4 bông artichoke, một bó lá dứa, vài viên đường phèn. Rửa sạch bông artichoke và lá dứa, bỏ phần cuống, lá dứa cuộn tròn và cột chặt. Sau đó cho artichoke và lá dứa vào nồi đức, áp suất đang đun sôi trong 4 đến 5 tiếng, cho đến khi artichoke thật mềm và ra hết chất ngọt. Vớt artichoke và lá dứa ra, cho vài viên đường phèn vào nồi tiếp tục đun cho đến khi đường phèn tan hết. Để nguội và cho vào chai thủy tinh và bảo quản ở tủ lạnh mát để sử dụng dần. Hoa artichoke hay được dùng làm trà và để nấu ăn. Khi nấu canh artichoke, tránh nấu trong nồi gang hay là nồi nhôm, rất đắng và khó ăn. Trên thị trường hiện nay cũng bán rất nhiều dạng trà artichoke, dạng túi lọc rất tiện lợi. Thông thường người ta hay sử dụng artichoke để chữa bệnh viêm gan C, vì trong hoa artichoke có rất nhiều hoạt chất tốt cho việc điều trị bệnh này. Lưu ý, tuy artichoke không có độc nhưng chúng có vị đắng, theo đông y thì dạ dày chúng ta thích ngọt hơn đắng, nên nếu dùng liều lượng lớn artichoke trong thời gian dài có thể làm tổn thương dạ dày. Việc này cần tham khảo ý kiến của bác sĩ và cân nhắc kỹ trước khi dùng. Ở những người ăn uống khó tiêu và có vấn đề về đường tiêu hóa, không nên dùng artichoke vì cây có tính hàn, không thích hợp. Mọi người nên trao đổi bệnh tình với bác sĩ để có phương pháp điều trị hợp lý. Cũng có một số trường hợp dị ứng với artichoke khi sử dụng lượng dùng lớn và thường xuyên là điều không tốt. Không nên lạm dụng cây dùng để giải nhiệt sẽ có thể gây hại cho sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích, ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui khỏe mỗi ngày.